Thế giới thán phục, 54 quốc gia châu Phi đồng loạt tuyên bố chỉ có Việt Nam mới có thể đi lại tự do trên đất nước của họ mà không cần kiểm soát. Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trí Thức Việt. Những năm qua, Việt Nam chúng ta quả thật là nổi lên như một hiện tượng khiến báo chí khắp nơi tốn không ít giấy mực. Và ngoài việc khiến dư luận thế giới xôn xao bởi những thành tựu kinh tế, chiến dịch tiêm vaccine có 102, hai quốc gia chống dịch nghiêm ngặt nhưng nền kinh tế vẫn phát triển, thì Việt Nam còn làm cho bạn bè thế giới yêu thích, thậm chí là nhắc đến nhiều hơn bởi những nghĩa cử tươi đẹp mà công dân nước ta làm cho những người bạn còn khó khăn tại châu Phi. Cả thế giới nói chung và châu Phi khi nhìn vào những gì mà Việt Nam làm cho những quốc gia còn nghèo này phải vui vẻ thốt lên câu nói đùa như thật thế này. Duy nhất Việt Nam mới có thể tự do di chuyển qua 54 nước châu Phi mà không cần phải trình bày lý do. Quả thật nếu mà nói về những gì Việt Nam chúng ta đã làm cho người dân châu Phi, nhất là từ những người con ưu tú của đất Việt, thì quả thật là nhân dân châu Phi xem Việt Nam hơn cả những người bạn, có thể gọi là những người anh em ruột thịt, một phần của dân tộc họ. Thậm chí họ còn phải thốt lên những lời cảm ơn từ tận đáy lòng vì nhờ người Việt Nam mà cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện hơn. Còn với quốc tế, Liên Hợp Quốc đã từng khen ngợi Việt Nam chúng ta có đóng góp rất lớn trong hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi. Liệu có thật là câu nói nửa đùa nửa thật kia là như thế không? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu Việt Nam đã làm gì cho châu Phi mà họ lại tôn vinh Việt Nam như vậy nhé! Được biết trong những năm vừa qua, mặc dù kinh tế phần nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, nhưng Việt Nam quả thật xứng đáng sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn. Chúng ta là quốc gia hiếm hoi giữ được chỉ số tăng trưởng kinh tế ở mức dương so với những quốc gia bị Covid tàn phá. Hơn thế nữa, cũng là chủ tịch không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hai nhiệm kỳ. Nói về những đóng góp cho hình ảnh Việt Nam thêm đẹp đẽ hơn trong mắt bạn bè quốc tế, quả thật không thể không nhắc đến những người con Việt Nam ở châu Phi. Trên thế giới này, người ta truyền tai nhau và đùa vui với nhau rằng chỉ duy nhất Việt Nam là có thể tự do đi lại giữa 54 nước châu Phi mà không bị kiểm soát. Đây là nói cho vui, nhưng trong quy mô nhỏ hơn như một quốc gia thì chúng mình nghĩ đây có thể là sự thật. Chúng mình sẽ lấy những ví dụ sau đây làm dẫn chứng cho các bạn thấy có thể họ đang nửa thật nửa đùa. Đầu tiên là những công việc từ thiện của Quang Linh Vlogs và đội ngũ của anh tại Angola. Nếu có thể nói về đóng góp của người Việt Nam tại châu Phi thì Angola là một quốc gia tiêu biểu và người đóng góp lớn nhất trong đó phải kể đến Quang Linh Vlogs và bạn bè của anh. Từ những người công nhân xuất khẩu lao động quay video và đăng lên YouTube cho vui cũng như để kỷ niệm. Cơ duyên với việc từ thiện cũng đã đến với Quang Linh. Team châu Phi của anh có phần lớn là người Việt Nam đến Angola xuất khẩu lao động, cũng như là các bạn thân người Angola từng làm việc cùng với anh. Tại quốc gia còn nhiều khó khăn này, anh và những người bạn đồng hành đã cùng nhau xây trường học cho những đứa trẻ, mang con chữ và tri thức đến để họ có thể xây dựng đất nước. Ở những miền đất khô cằn, nước sạch thiếu thốn, điện lại càng không, nhóm của anh đã đến, khoan những giếng nước ngầm để người dân tiếp cận được nước sạch, cũng như là mang điện đến cho các bản làng xa xôi, giải quyết những vấn đề về nhu cầu cơ bản của người dân. Khi thấy đã có trường học, học sinh được đi học nhưng những người truyền tri thức vẫn còn khó khăn, anh cũng đứng ra bảo trợ cho họ tiếp tục với công việc. Xa hơn thế nữa, khi đã giải quyết được nhu cầu nước sạch, điện và tri thức, nhóm của anh lại tiếp tục giải quyết vấn đề lương thực và trình độ canh tác của người dân. Nhóm của Quang Linh đã dạy cho những người dân trồng những loại rau quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt Nam chúng ta, giúp họ canh tác theo thói quen mới với sản lượng thu hoạch cao hơn. Nhóm của anh cũng tự đi xin vịt giống về và nhân giống tặng bà con để chăn nuôi, có thêm kế sinh nhai, giải quyết khó khăn để đi lên bền vững. Chưa hết, anh còn tự bỏ tiền ra để mua một mảnh đất lớn, cải tạo đất hướng tới việc làm trang trại và trồng lúa trên mảnh đất cằn cỗi. Anh chia sẻ nếu kế hoạch thành công, số tiền thu được sẽ được dùng để tái đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như lấy một phần tiếp tục làm từ thiện. Có thể nói rằng trong biên giới của Angola, chỉ cần là đoàn xe của Quang Linh với lá cờ đỏ sao vàng, anh có thể di chuyển thoải mái mà không sợ bị hỏi thăm bất cứ điều gì. Vì anh đã có rất nhiều đóng góp trong việc cải thiện đời sống nhân dân của quốc gia còn nhiều sự khó khăn để đương đầu này rồi. Một ví dụ sinh động khác cho việc người dân Việt Nam có thể di chuyển tự do khắp châu Phi chính là những người lính mũ nổi xanh tại Nam Sudan. Là một quốc gia không giáp biển, lại có sự xung đột từ bên trong, Nam Sudan được xem là quốc gia có cuộc nội chiến kéo dài nhất trong lịch sử châu Phi hiện đại. Để giữ gìn an ninh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho thành lập Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Tại Nam Sudan,
lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, hay còn được biết đến là lực lượng mũ nổi xanh, có phần đóng góp rất quan trọng. Theo đó, vào tháng 7 năm 2018, Việt Nam đã chuyển đến bên Tiêu hơn 300 tấn hàng hóa, trang thiết bị. Số thiết bị này nhằm phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đây. Tại bên Tiêu, Việt Nam chúng ta đã cho xây dựng bệnh viện dã chiến cấp 2. Bệnh viện này được điều hành bởi các chiến sĩ quân y thuộc Bệnh viện Quân đội 175. Các quân y ở Bệnh viện dã chiến số 2 ngoài nhiệm vụ chăm sóc y tế, sức khỏe cho người dân Nam Sudan, còn để lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân tại đây. Vào thời gian rảnh rỗi, các chiến sĩ Việt Nam vẫn hay thường trồng các loại cây của quê nhà trong khuôn viên bệnh viện. Sau khi thu hoạch, họ lại chia cho người dân, hướng dẫn họ nấu các loại đó. Ngoài ra, các chiến sĩ cũng gần gũi với người dân, trẻ em Nam Sudan rất được họ yêu quý. Còn tại Juba, Việt Nam có nhiệm vụ làm liên lạc cho phái bộ. Khi các đoàn xe của phái bộ gìn giữ hòa bình rời khỏi trụ sở, họ thường yêu cầu phải có liên lạc viên hoặc lái xe Việt Nam đi cùng. Hơn hết, xe dẫn đầu phải chính là xe của đoàn Việt Nam, có treo cờ Việt Nam. Nhiều chiến sĩ kể lại, cứ khi xe Việt Nam xuất hiện, các bên đang bắn nhau cũng phải ngừng bắn, nhìn vào lá cờ Việt Nam và hô to Việt Nam Hồ Chí Minh và cho đoàn đi qua một cách nhẹ nhàng. Với việc được yêu quý như vậy bởi người dân Nam Sudan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres cũng phải thốt lên khen ngợi. Ông từng nói rằng, sĩ quan Việt Nam là một trong những lực lượng uy tín nhất và có năng lực nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà phái bộ giao cho. Đánh giá này khẳng định rằng Việt Nam rất được yêu quý, có đủ phẩm chất trình độ để đương đầu với mọi thách thức. Phía Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Sudan cũng khen ngợi Việt Nam vì những gì chúng ta đóng góp. Đối với chính phủ Việt Nam, chúng ta luôn có phương châm làm bạn, cùng đồng hành và cùng phát triển với mọi quốc gia muốn hợp tác với Việt Nam. Khi dịch Covid-19 hoành hành, châu Phi là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất của thế giới. Người dân của châu lục này có rất ít điều kiện tiếp cận với những hệ thống y tế hiện đại và cũng như là thiếu thốn trang thiết bị, vật chất phòng dịch. Thấu hiểu điều đó, khi đại dịch xảy ra, dù còn nhiều khó khăn, chính phủ, nhà nước và nhân dân Việt Nam vẫn quyết định giúp đỡ châu Phi. Theo thông tin chúng mình tìm hiểu được, trong khi đại dịch diễn ra thì Việt Nam chúng ta đã giúp đỡ các nước châu Phi gồm Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi. Số hàng hóa hỗ trợ có giá trị 250.000 USD bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, sinh phẩm xét nghiệm COVID. Về nông nghiệp trong 20 năm qua, Việt Nam cũng đã giúp đỡ các nước châu Phi bằng việc gửi hơn 2.000 chuyên gia nông nghiệp đến các nước còn canh tác lạc hậu, kém hiệu quả. Từng có một thời, nhờ vào tình hữu nghị ủng hộ của các nước châu Phi cùng với những lá phiếu tích cực mà Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Và khi chúng ta đã khá, chính phủ của chúng ta không quên đi họ. Việt Nam đã cử những chuyên gia giỏi về nông nghiệp, y tế, chăn nuôi sang giảng dạy, đào tạo tại nhiều nước châu Phi. Ngoài ra, Viettel cũng tiên phong mang sóng điện thoại và Internet giá rẻ với chất lượng cao đến châu Phi, mở ra con đường phát triển viễn thông cho các nước bạn. Về cách mà người châu Phi yêu quý Việt Nam, có lẽ nó thể hiện rõ ràng qua câu khẩu hiệu Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Tiếng Việt các bạn ấy có thể không biết, nhưng câu khẩu hiệu ấy họ thuộc nằm lòng. Chính nhờ câu chuyện kiên cường, dũng cảm đứng lên giành lấy tự do, đấu tranh giành lấy độc lập của người Việt Nam chúng ta, nhiều nước châu Phi cũng chiến đấu và tuyên bố độc lập. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, thì năm 1960 được cả thế giới gọi là năm châu Phi, khi có đến 17 nước châu Phi giành độc lập từ các quốc gia thực dân. Và điều thôi thúc họ đứng lên giành độc lập chính là tấm gương chiến đấu ngoan cường của người Việt Nam trước thực dân Pháp. Họ tin rằng rồi họ cũng sẽ như dân tộc của cụ Hồ, sẽ giành được độc lập, tự do thật sự. Quả thật nếu câu nói vui Việt Nam là quốc gia duy nhất di chuyển tự do ở châu Phi trở thành sự thật, thì chúng mình và có lẽ là cả các bạn cũng không bất ngờ cho lắm. Vì châu Phi yêu quý Việt Nam đến thế, và Việt Nam cũng quý trọng, giúp đỡ châu Phi rất nhiều cơ mà. Quả là một dịp đáng để tự hào khi bạn bè quốc tế đùa vui về Việt Nam chúng ta như thế. Còn các bạn nghĩ thế nào về câu nói đùa mà tưởng chừng như thật ấy? Hãy để lại comment cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ chúng mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.